Ở đây để mà ăn thử siren. Đi về vừa đem trái siren vô nhà mẹ để về giật liền. Còn hơn chọn mình cướp nữa. Chưa kịp cúng là bà xẻ ra rồi. Hơn bà để lại đi về ăn muối á. Bồ Di Đà Phật bảo để lại là cái chuyện này á. Đi về sẽ đồn á. Để đi về hửi. Địch mẹ nó. David đã hửi cái mùi này rồi. David quen cái mùi này lắm, đúng không á? Mua trái siren mà nghèo luôn á. Để David mở ra. Trời ơi, nó thủm thủm quá, nó thủm thủm. Mời mọi người siren. Nó thúi mà nó ngon.